Do ảnh hưởng từ cơn bão số 2, đêm ngày 11 tháng 8 và sáng ngày 12 tháng 8, trên địa bàn nhiều quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội có mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường. Ghi nhận tại khu vực ngã ba đường Gươm, đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, Thụy Khuê, Vành Đai 3, xảy ra ngập úng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Trên dọc tuyến đường Gươm đại lộ Thăng Long từ Phú Đô về An Khánh, Hoài Đức có nhiều điểm ngập khá sâu. Thậm chí đoạn giao đại lộ Thăng Long với đường Lê Trọng Tấn, đoạn cầu vượt An Khánh ngập sâu 30-40cm, khiến xe cộ di chuyển rất khó khăn, gây ùn ứ giao thông. Không ít xe bị chết máy do nước vào, khiến lái xe phải dắt trong tình trạng ngập nước. Bên cạnh đó, một số hầm chui dân sinh trên dọc đoạn đường này cũng bị ngập sâu 30-40cm, khiến xe cộ không thể di chuyển qua. Nhiều tuyến đường xung quanh bến xe Mỹ Đình như đường Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết ngập nửa bánh xe. Do đường ngập, giá cước vận tải các phương tiện xe ôm công nghệ tăng mà cũng không bắt được xe, nhiều người phải lội nước ra khỏi bến xe. Ghi nhận của hệ thống quan trắc tự động, công ty thoát nước Hà Nội. Nhiều địa điểm tại các quận nội thành Hà Nội có mưa to với lượng mưa phổ biến hơn 100mm, nhiều nơi đang xảy ra ngập úng như đường Nguyễn Trãi, Phan Văn Trường, Trần Bình, Đỗ Đức Dục, Vương Thừa Vũ, Vũ Trọng Phụng, Quang Nhân, Nguyễn Chính, Minh Khai đang ngập 0,1-0,3m. Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa. Cảnh báo mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30cm, có thể ngập sâu hơn 40-50cm.